đã xếp cho các bạn về bộ CA Heroes phần 3. Giờ mình đã tìm được 4 phần còn lại của nó rồi. Là đây, bộ CA Hero number 1. Mình ở video tiếp theo mình sẽ lột tiếp 2 phần nữa về chủ đề CA Heroes. Thì giờ bộ CA Heroes này, số của nó cũng rất, nó cũng giống nhau nhưng mà số ở phía sau thì khác nhé. Đây là sạc mẫu, sạc hai, sạc ba, sạc bốn đó. Đây là có cái số của cơ bộ. Rồi thì đây, khi mình đủ hết đủ 4 bộ thì mình sẽ có thể quay thành một cái đây. Đó. Các bạn giờ mình sẽ bét nào, mình mở hộp và chúng ta cùng xếp với mình nhé. Các bạn hãy xếp với mình. Tờ hướng dẫn. Đây là cái hình dáng, cái stick đó. Chúng ta cùng khui bịch và xếp. Thì cái bộ này này các bạn, nó gồm 91 mảnh ghép. Đó, 91 hết rồi các bạn. Đây, đây là cái tờ hướng dẫn của chúng ta. Ở phía sau không phải là hướng dẫn của cái này đâu, mà là hướng dẫn tập hợp thôi chứ. Tập hợp 4 bộ vào lệ nhau á. Còn cái đây mới đúng là cái chính của mình này. Đó, đây. Chúng ta cùng nhanh tay và xếp thôi. Tầng xếp bước số 1. Bước số 1 chúng ta sẽ cầm một cái miếng màu xanh này, một cái miếng màu đỏ này, một cái miếng hình như thế này, màu xanh, và một cái miếng này giống như bộ số 3 vậy ta. Không có nè. Đây, chúng ta cùng xếp bước số 1. Đầu tiên chúng ta sẽ cầm một miếng hình tròn này, lấy miếng này gắn lên hình tròn, lấy miếng xanh này chúng ta sẽ gắn ở ngay hơi cái đốt còn lại. Rồi, miếng đò này chúng ta sẽ gắn vừa chỗ đây, sẽ chừa lại cái bóng, bóng cái khớp này. Rồi, thì sau khi bước số 10, bước số 1 sang thì nó sẽ như thế này. Rồi, chúng ta cùng tới bước số 2. Bước số 2 chúng ta sẽ cầm một cái miếng này, một cái miếng hình như thế này. Miếng này mình cũng đã dùng rất nhiều trong có cái video xếp robot này các bạn, cũng có rất là nhiều. Tráng vơ đò chứ chưa có xanh. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ cần hơi cái miếng bóng này và 6 cái miếng. Cái miếng này, cái miếng đốt đốt này. Đó, nó có hình tròn chính ở cái chỗ này. Rồi, 6 miếng. Rồi, chúng ta cùng xếp bước số 2. Rồi, xếp nhé. Rồi, tiếp tiếp thôi. Rồi đó, rồi miếng này đã xong. Rồi, tiếp tục mình sẽ lấy cái miếng này, mình sẽ gắn mình có cái bóng lợ, còn lợ á. Nhớ là cái đầu, đầu nhọn nhọn này quay ra nhé. Mình đã gắn xong cái miếng này vô, đó rất là cứng chặt. Rồi, giờ là mình sẽ gắn hơn cái miếng này lên như thế đây, ghê chưa, thấy mới đúng. Rồi sau khi bước số 2 nó ra, nó sẽ như thế này các bạn. Chúng ta cùng tới bước số 3. Bước số 3 chúng ta sẽ cần hơn cái miếng bóng màu đỏ đỏ này, rồi một cái miếng này giống như cái cánh của chiếc máy bay thang của bộ đồ chơi Lego City Squad cho ta, nhưng mà cái cánh đó nó to hơn, nó sẽ có một cái. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ cần hơi cái miếng màu xanh này, hơi cái miếng này giống như cái hòn rồ á. Rồi, chúng ta cùng xếp bước số 3. Đó, mình đã lấy hơi miếng rồi đây. Đây, chuẩn bị gắn. Ồ, vài kèo quá, rất là nhiều. Các bạn à, tại vì giờ cũng gần sắp tới hè rồi, cho nên vài kèo cũng rất là ông ồ quá, đi mây vai ơi, năn nỉ luôn á. Bước số 3 sắp hoàn thành rồi các bạn ơi. Ok, thì mình đã hoàn thành hết cái bay này. Rồi, giờ mình sẽ gắn nó vô. Các bạn nên nhớ là gắn khớp này vô đây nha.
Đó, như thế đó. Đó. Sau cái bước số 3 nó sang, hình dạng của nó sẽ như thế này. Đấy. Cái miếng màu xanh xanh này. Đó. Thì chúng ta sẽ ghép ra chính giữa hơn cái miếng ba đò đò này. Để mình lái luôn, mình giới thiệu được này. Đó. Rồi. Thì nha, chính giữa nha hơ bay của cái miếng bóng này thì sẽ có hơ cái miếng hơ này đó. Đây thì giờ đó mình sẽ gắn cái miếng hơ, khi mình gắn xong thì hình thù của nó sẽ như thế này. Rồi chúng ta cùng ghép bóng bước số 4. Ve kêu rất ồn, con ve gì mà kêu to vậy. Rồi mình sẽ gắn lên đây, nhớ là có ba khớp đó, là gắn vô đây này, không có tránh né, không có chừa ra nha các bạn. Sang thì bước số 3 hướng sang nó sẽ như thế này. Rồi chúng ta cùng ta bước số 5. Bước số 5 sẽ cầm một cái miếng hình xanh này. Rồi cái miếng này là cũng rất hình thù rất là kỳ lạ, miếng này rất dễ tìm. Đâu rồi, đây. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cần hơi cái miếng bóng màu đỏ đỏ này. Đó. Rồi hơi cái miếng màu đen đen này. Rồi đây, hướng dẫn của nó đây. Đây, chúng ta cùng xếp bước số 5. Thì cái miếng này mình sẽ gắn ngay chỗ đây. Tiếp theo, cái miếng đò đò hình, miếng đò đò bóng này gắn ngay chỗ đây. Rồi sau đó là hơ cái khớp này sẽ tương tự vào hơ cái khớp của cái miếng hình, cái miếng dờ dờ bóng này. Rồi còn có miếng xanh còn lại chúng ta sẽ gắn lên đây để mà có thể dính hơn cái, để có thể gắn hơn cái miếng này chặt hơn đó. Đẹp chưa, ai nói mà nó đẹp vậy trời. Bọn chúng ta cùng tới bước số sáu thì cái bánh này chỉ có một cho nên mình cũng rất là dễ tìm đây. Rồi tiếp theo sẽ là một cái miếng này để gắn vô cái bánh này vô đó. Rồi tiếp theo sẽ cần hơ cái miếng hơ này mà không có cái đốt ở trên để mà gán. Rồi tiếp theo là hơ cái miếng này xanh nhé, hồi nãy là màu đỏ giờ ta xanh. Đó. Thì cái đây họ bỏ lại dán cái sticker, đây là cái số của bộ này 9955 hơ. Còn gạch một là cái phần một của cái bộ này. Thì đây, cái hình dáng sticker mình đang cần tìm là cái hơi cái này. Rồi chúng ta cùng gỡ nó ra mà xếp cho nó đúng nha các bạn. Dán xong cái sticker rồi, giờ mình sẽ cắt cái miếng dán này. Rồi còn lại này chúng ta sẽ gắn vào đây. Còn hơi cái khớp phía trước, nhớ là cái đầu gắn này nó xinh lên nha. Rồi tiếp theo mình sẽ gắn ngoài rồi, chừa một khớp ở ngoài nhé các bạn, còn ba khớp gắn hơn khớp, còn chừa một khớp ở ngoài đó. Ủa yeah, mình đã gắn được rồi. Tiếp theo còn cái miếng này mình sẽ gắn bóng cái miếng phía sau này, bóng khớp. Sau khi bước số 6 sang nó sẽ như thế này. Rồi chúng ta bước số 7. Bước số 7 chỉ cần một cái hình vuông này. Cái miếng này chúng ta sẽ cần dán cái sợi tiết vô, mình cũng đã dán trước rồi. Thơ cái miếng hình này, hình này thì luôn luôn xuất hiện trong mỗi video mình cần. Thơ miếng này cũng vậy. Chúng ta sẽ bước số 7. Miếng hình vuông này chúng ta sẽ gán lên đây. Rồi thơ cái miếng này chúng ta sẽ gán thơ bên này. Rồi sau đó thơ miếng, thôi cái miếng này mình sẽ gán nè. Rồi một cái khớp còn lại, nhớ là cái sao sao này gán vô đây nha. Đây sau khi bước số 7 xong thì nó sẽ như thế này. Ok, gán cái này lên nữa. Xong bước số 7 đã hoàn thành, nó sẽ như thế này. Bước top thì bước số top này cái gì cũng hơi chợ đây là cái miếng mại
màu đen. Rồi, đây là hơi có cầm điều khiển. Ồ, hơi cái này sẽ dán vào nhau nè các bạn. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cần hơi cái miếng này. Wow, hơi cái miếng này rất là trong suốt và đẹp đẽ. Ở ngoài đẹp hơn nữa. Thì mình còn dư cái này. Mình sẽ để đây. Ok. Rồi, chúng ta cùng tới số 8. Cái miếng đen này lên. Rồi, đó. Tiếp theo, dán hơi cái điều khiển này lên đây. Mình sẽ dán được hơi cái cần điều khiển. Rồi, tiếp theo, hơi cái miếng cầm xuống này để xem. À, dán vô hơi cái miếng, vô hơi cái lỗ này. Rồi, mình đã dán được. Còn được tốn công đoạn rồi. Thì có bảo chúng ta còn tới bước số 9. Bước số 9 chúng ta sẽ cần hơi cái cây này. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cần một cái này. Cũng có gắn sợi tiết vô, giống sợi tiết vô cái này. Mình cũng đã gắn trước, giống trước. Rồi, sẽ cần hơi cái đốt này. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cần hơi cái này. Sẽ giống như cái tai của con người vậy thôi. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cần một cái miếng tròn tròn này. Trong suốt rất là đẹp. Rồi, chúng ta cùng dán thôi nào. Có bước dán như sao? Chúng ta sẽ cần một cái cây này với cái miếng này giống như cái tay của con người Lego. Rồi sau đó là hơi cái khớp này. Đó, mình nhớ là cái miếng này nhé. Khớp chỗ này dán vô. Rồi đó. Đây là cái súng để chặt nữa, mình sẽ dán vô đây. Đó, sang. Rồi sau đó sẽ gắn cái miếng này lên đây. Rồi xem. Rồi, cái miếng trong số này mình sẽ gắn lên cái chỗ này. Rồi, giờ là ta hơi cái súng. Súng này cũng có thể ra dù cho con người nó ra đó. Nó ra nó dù. Rồi, ok, đó. Sau khi bước số 9 xong thì nó sẽ như thế này. Rồi chúng ta cùng tới bước số 10. Bước số 10 thì có mảnh ghép còn lại, mình bóc cũng rất là nhanh. Đó. Nhưng mà anh không cần giới thiệu. Rồi, giờ chúng ta sẽ cầm một cái miếng này, dán lên cái chỗ này. Rồi, tiếp theo. Đây là tất cả âm thanh xịt điện này. Rất mạnh. Đó. Đó. Ông ta xịt điện đây, xịt ra điện ghê chưa? Đây. Đó. Thì ai, hơi cái âm thanh này chúng ta sẽ gắn vào hơi cái khớp này. Gắn cái âm thanh thứ hai vào. Ta 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 ta. Xong rồi. Rồi, bước số 11 thì là con người. Con gì nữa? Con người của chúng ta đây, gắn tắt lòn lên. Đây, mình đã gắn xong con người rồi đây. Còn cái chiếc máy bay tự động này cũng có thể tự động mà lớn luôn á. Đó. Đây, trong hình là cái này đang sò xuống, còn cái ông này chạy riêng. Wow. Thì đó, sau được 10 bước lắp ghép, mình đã xếp sang được chiếc máy bay tự động này. Còn con người là bước số 11, chỉ có mỗi bước số 11 là săn con người à. Tất ơi, rồi giờ mình sẽ cho con người ngồi lên. Chế độ nguồn tự động, bay thôi, tự động lên. Mình sẽ lấy cái bọn trong đó. Mình đó. Thôi, biến hình số á. Au, dạ. Trời ơi, robot của chúng ta rất ghê gương. Tên tên này. Oh yeah, thôi, biến hình người đi. Bye thôi.